30 phút để chúng ta có thể chia sẻ với nhau về bí mật làm thế nào để có sự tự tin. Chủ đề này nó bắt nguồn từ việc là trong một khóa học master, thế thì có một chủ doanh nghiệp rất là lớn, doanh thu của anh lên đến hàng trăm tỷ rồi. Thế nhưng mà anh thì cũng vẫn bị một cái nỗi sợ, tức là nỗi sợ nói chuyện trước đám đông. Anh ấy có thể nói chuyện rất là mạnh mẽ trước nhân viên của mình. Thế nhưng mà cứ chớm ra ngoài với người lạ thì anh ấy lại không thấy thoải mái lắm. Và cảm thấy nhiều lần anh bảo là bị cái thiếu tự tin như vậy cho nên anh đã từ chối rất nhiều cơ hội. Cái cơ hội có thể được chia sẻ giá trị với người khác, mặc dù anh là người rất vững về những cái kỹ thuật, những cái chuyên môn mà anh ấy nắm, mà anh muốn chia sẻ với rất nhiều doanh nghiệp, đồng nghiệp của anh ấy. Nhưng sau đó thì anh lại ngại ngần chối từ. Rồi thì sáng hôm qua cũng có một bạn nữa nhắn tin, vấn đề của em bây giờ là thiếu sự tự tin. Và bạn đã cho biết là khi mà đã hẹn khách hàng và đến nhà khách hàng rồi, thế nhưng mà đến nhà khách hàng rồi thì sau đó lại về, không dám vào nhà khách hàng. Bao nhiêu bạn ở đây thì có cái nỗi sợ là như vậy, nỗi sợ là không dám vào, nỗi sợ là không dám nói chuyện trước đám đông này, rồi nỗi sợ là không dám hẹn gặp và đi gặp khách hàng này, rồi nỗi sợ, nói chung là rất nhiều nỗi sợ. Vậy thì bao nhiêu bạn ở đây đang có cái nỗi sợ như vậy? Và cái điều đó nó có khiến các bạn bị mất mát cái điều gì, mất mát những cơ hội gì ở trong quá khứ không? Và các bạn đang có khao khát muốn hiểu tại sao và muốn hành động để tạo ra sự tự tin cho mình không? Tạo sự tự tin trong bất kỳ tình huống nào không? Nếu ai đó đang cùng tương tác với này, bạn Thu Minh này, bạn Vũ Hồng, các bạn có cái sự tự tin đầy mình khi gặp bất cứ trường hợp nào không? Mỗi người thì có cái sự tự tin ở các cấp độ khác nhau. Ví dụ ở trong môi trường nào đó mà chúng ta quá quen rồi thì đương nhiên là cái câu chuyện nó không có cái gì là mất tự tin cả. Nhưng bắt đầu ra ngoài hoặc là trong bất kỳ một tình huống nào mà bất chợt bị gọi là bất ngờ, cái mà gọi là úp sọt đấy, để lên chia sẻ một điều gì đó, để nói một điều gì đó. Vậy thì các bạn trong chúng ta đây có hoàn toàn tự tin để có thể đứng lên để thì mạnh mẽ, thậm chí là hào hứng để chia sẻ những cái điều gì mà chúng ta có được không? Những giá trị gì mà chúng ta có được cho cộng đồng không? Cho những con người ở trong cái môi trường đó mà đang khao khát những cái điều mà muốn nghe từ bạn không? Bạn có cảm thấy hồi hộp, thế rồi bạn cảm thấy hồi hộp rồi thì bị mất ngôn ngữ, rồi mất đi cái sự thông tuệ và tất cả những gì mình đã có, mình muốn nói thì không nói được. Các bạn có bị như vậy không? Và như vậy thì chúng ta đã đánh đi rất nhiều cái cơ hội. Cái cơ hội có thể được thể hiện bản thân mình, thể hiện cái giá trị mình, rồi cơ hội được mọi người tin cậy, cơ hội được mọi người tôn trọng, rồi cơ hội được mọi người là muốn hợp tác. Nếu như chúng ta không có cái kỹ năng thuyết trình, nếu như chúng ta không tự tin trong tất cả các tình huống trong cuộc sống này. Josie Macquail, một nhà huấn luyện doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới, trong một cuốn sách ông cũng nói rằng cho dù trong bạn có bao nhiêu ý tưởng đi chăng nữa. Ồ, tuyệt vời, bạn Vũ Hồng, lần đầu thì chưa dám nhưng vượt qua ngưỡng, lần hai thì sẵn sàng và lúc nào thì cũng muốn chia sẻ. Tuyệt vời đấy các bạn. Đúng rồi đấy, tất cả chúng ta đều tưởng tượng ra một cái nỗi sợ mà cái nỗi sợ nó không có thật. Nỗi sợ nói chuyện trước đám đông, nỗi sợ đi gặp khách hàng, rồi nỗi sợ rất nhiều thứ sợ. Vì sao vậy? Thì chúng ta có hiểu vài cái nguyên lý thế này thôi này các bạn này. Hiểu vài cái nguyên lý này. Thứ nhất, nỗi sợ không có thật. Nỗi sợ không có thật. Để tôi chứng minh cho nỗi sợ không thật. Hôm nay chúng ta biết một vài cái bí mật để chúng ta vượt qua nỗi sợ, để chúng ta lấy được sự tự tin trong đám đông, nói chuyện trước đám đông này, rồi gặp khách hàng này, gặp bất kỳ đối tượng nào, thậm chí gặp những người có thể uy lực hơn mình rất nhiều nhưng vẫn bình thường đi. Bởi vì dù anh có uy lực thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn có cuộc sống của tôi. Tôi vẫn có thể chủ động được hoàn toàn mọi thứ xung quanh tôi mà thiếu anh cũng không vấn đề gì cả. Không có trao cơ hội cho anh cũng không vấn đề gì cả. Chúng ta không ảnh hưởng đến nhau. Tôi chỉ muốn trao cái giá trị của tôi đến với anh. Và nếu anh có thể có được cái giá trị đó thì anh sẽ, cuộc sống của anh sẽ tốt nhiều hơn, sự nghiệp của anh sẽ thăng tiến hơn nhiều hơn. Và ít hơn nữa thì anh có thể hiểu ra một cái giá trị nào đó để anh có thể là chia sẻ điều đó với lại những người mà đang cần những cái kiến thức như vậy, những giá trị như vậy. Nào, thì bí mật đầu tiên này, nỗi sợ không có thật. Nỗi sợ không có thật. Bằng chứng này, bằng chứng là bạn định đi gặp khách hàng, rồi định nhấc máy lên gọi điện cho khách hàng, rồi trong bạn có một sự hồi hộp. Trong bạn bắt đầu có một sự hồi hộp rồi, và bạn bắt đầu thấy hơi lo sợ một chút, hơi run run một chút. Vậy thì cái lúc đấy khách hàng có mặt trước mặt bạn không? Không có mặt trước mặt bạn. Khách hàng chưa hề có mặt trước mặt bạn. Vậy tại sao bạn lại sợ? Bởi vì bạn đã mang cái nỗi sợ trong quá khứ, mang cái nỗi sợ vì những cái lần thất bại trong quá khứ đã gặp khách hàng đã thất bại rồi. Bạn bắt đầu chèn vào cái thời gian hiện tại của bạn, chèn vào cái tư duy suy nghĩ hiện tại của bạn. Rồi, tiếp tục bạn lại mang cái nỗi sợ tương lai. Nghĩa là gì? Bạn sợ rằng là khi gặp khách hàng ấy, thì gặp khách hàng mà khi khách hàng từ chối thì lúc đấy bạn rất là ngượng. Và lúc đấy bạn lại nghĩ này, nó lại một lần nữa nó củng cố cho cái nỗi sợ của bạn, cho cái sự thất bại của bạn, và bạn sợ cái điều đó. Nghĩa là tại phút giây hiện tại chẳng có một cái nỗi sợ nào đó nó đang xuất hiện trước mặt bạn, nó đang xảy ra trước mặt bạn, mà chỉ là cái trí tưởng tượng của bạn đã tưởng tượng rằng những thất bại trong quá khứ, và bạn đã tưởng tượng rằng những thất bại trong tương lai nó sắp sửa xảy đến với mình. Cho nên bạn bắt đầu thấy lo sợ. Thế thì cái nỗi sợ đấy đương nhiên rồi, ai cũng có, và đó là câu chuyện bình thường của con người chúng ta. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là vì sao cái nỗi sợ đó nó xuất hiện từ đâu ra, nó xuất hiện từ đâu ra, để chúng ta mới hiểu thấu được nó, để chúng ta mới hóa trị được nó. Thì nỗi sợ đó nó bắt nguồn từ việc thiếu những tri thức, những kiến thức ở bên trong, để bạn có thể dễ dàng vượt qua những thách thức, những công việc và những vấn đề mà bạn phải đối mặt, bạn phải giải quyết, bạn phải tiếp xúc, bạn phải thuyết phục, bạn phải giao tiếp. Nỗi sợ đó nó xuất phát từ việc là bạn thiếu những kiến thức bên trong, thiếu những cái năng lực bên trong. Cho nên là bạn thấy lo sợ. Lo sợ gì? Lo sợ mình bị tổn thương, lo sợ mình bị từ chối, lo sợ mình bị mất cái hợp đồng này. Lo sợ, nói chung lo sợ rất nhiều thứ. Và cái thứ lo sợ đó nó xuất phát từ tiềm thức của bạn. Nó bắt nguồn từ sự vận động của tiềm thức của các bạn. Và muốn hiểu là tiềm thức tại sao nó lại bảo vệ các bạn và nó lại hù dọa bạn như vậy, thì các bạn hãy đánh cái kênh YouTube là Nguyễn Xuân Hương, thì các bạn sẽ tra, hoặc là các bạn đánh cái chữ để tìm cái 5 cái video clip tôi giải thích rất rõ về nguyên lý hoạt động của tiềm thức chúng ta. Nguyên lý hoạt động của tiềm thức chúng ta, 5 video clip, với là các bạn gõ chữ là NLP, tức là NLP đấy, NLP gạch ngang vận dụng sức mạnh tiềm thức, thì các bạn sẽ hiểu được cái nguyên lý vận hành của tiềm thức, nó dọa bạn như thế nào. Và khi bạn đã hiểu được nguyên lý đó thì cái mà bạn có thể điều trị được, cái mà bạn có thể hóa trị được, hóa giải được cái nỗi sợ trong mình là bạn phải đưa những kiến thức đó vào bên trong mình, thì bạn sẽ không sợ nữa. Đơn giản thế này thôi. Ví dụ như là bạn chưa hề biết lái ô tô, chưa hề biết lái ô tô, và bây giờ thì xung quanh đấy, xung quanh mọi người thì cũng biết lái ô tô rồi, và mọi người sẽ bảo bạn là bạn lên lái đi, tất cả chúng tôi mệt rồi, bạn lên lái đi. Nhưng mà bạn chưa biết lái, hoặc là bạn chỉ biết sơ sơ rằng bạn biết lái thôi. Thế thì mọi người cứ thì bằng giá nào cũng ấn bạn lên ngồi ở sau cái vô lăng đấy. Vậy thì bạn có sợ không? Tất nhiên rồi, bạn rất sợ. Bởi vì sao? Bởi vì bạn chưa hề cảm thấy vững chắc, vững tin về việc là mình có thể điều khiển được cái ô tô này một cách trơn tru. Và nếu điều khiển một cách không trơn tru thì nó có thể gây ra nhiều thứ. Một là ra đường thì có thể tai nạn, hai là nếu mà lúng túng ấy, thì có thể bị người khác bắt đầu nhìn mình và bắt đầu thấy cười chê mình. Thế thì cái nỗi sợ đó nó khiến bạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lúng túng trước mọi người. Vậy thì bây giờ làm thế nào để hóa giải cái điều này? Chỉ có điều là bạn đi học cách lái ô tô và bạn sẽ luyện lái liên tục, thì nó trở thành trơn tru đi rồi, thì bạn còn điều gì sợ khi mà ngồi sau vô lăng nữa, đúng không ạ? Cái nỗi sợ là bên trong mình là chưa đủ vững, bên trong mình là chưa hội đủ tất cả những kỹ năng, những kiến thức, những trải nghiệm để chúng ta có thể cảm thấy tự tin, mình dễ dàng vượt qua tất cả những gì mình cần phải đối mặt. thì cơ chế tiềm thức nó sẽ dâng lên để nó bảo vệ mình, bảo vệ khỏi tổn thương sĩ diện đấy, bị ngượng ngùng đấy, và bảo vệ khỏi cái sát thương. Nghĩa là khi bạn ngồi trên vô lăng đó, nó bảo vệ khỏi sát thương là nếu bạn tiếp tục mà lái trong một cái năng lực mà nó không vững thế này thì khả năng có thể xảy ra tai nạn. Thì tiềm thức nó sẽ dâng lên rất mạnh để bảo vệ hai thứ là tổn thương và sát thương. Vậy thì từ cái ví dụ đó, các bạn chúng ta sẽ viện sang cái việc là chúng ta đi ra ngoài giao tiếp, chúng ta đi ra ngoài để nói chuyện trước đám đông, chúng ta đi ra ngoài để có thể thuyết trình trước nhà đầu tư, thuyết trình trước khách hàng. Vậy thì cái nỗi sợ trong các bạn nó cũng đơn giản như vậy thôi. Cũng là bởi vì tất cả những cái kỹ năng, những năng lực, những kiến thức, tri thức đó nó chưa hội đủ trong bạn. Thì bạn cảm thấy lo lắng rằng người khác sẽ cười mình, lo lắng rằng là mình thuyết trình cái bài đó không hay và nó không đạt ra hiệu quả, lo lắng rằng cái chính là lo lắng rằng là người khác sẽ cười mình, và cái thất bại đó thì nó gây ra cái tổn thương trong tâm lý rất là mạnh mẽ. Thì đấy là cái thứ lo lắng ở cái thời điểm mà hiện tại bạn lo lắng. Nhưng bạn có biết là cái nguồn gốc của sự lo lắng đó nó xuất hiện từ đâu không? Nó xuất hiện từ những trải nghiệm trong quá khứ của bạn. Có khi nó xuất hiện từ cái tuổi thơ của bạn. Nó xuất hiện từ cái lúc mà 4, 5 tuổi, 6, 7 tuổi mà bạn đi học ở lớp mẫu giáo, học lớp 1, rồi lớp 2, lớp 3. Có thể bạn đã bị một lần nào đó mà các bạn cười chê khi bạn không thuộc bài ở lớp. Một lần nào đó mà bạn bị bất ngờ gọi lên bảng, cuối cùng bạn cứ đứng đần ra. Thế sau đó thì bạn cảm thấy rất ngượng. Rồi sau đó thì nhiều người nhận xét rằng là cậu rát lắm, bạn rát lắm, bạn... Thế là rất nhiều người nói như vậy. Thế rồi thì vài lần nữa bạn đã cố gắng thử thể hiện mình như thế nào, nhưng cuối cùng bạn đứng lên bạn cảm thấy run sợ. Và thế là tất cả những cái trải nghiệm đó nó cộng dồn vào, và nó làm cho cái nỗi khiếp sợ đó nó là có thật trong bạn. Và bạn bắt đầu kết luận trong bộ não của mình là gì? Mình không có cái khả năng đứng nói chuyện trước đám đông. Mình không có khả năng đứng nói chuyện trước đám đông. Và nếu mà học sâu về khoa học NLP thì bạn sẽ biết rằng là cái cơ chế vận hành từ bộ não của bạn nó có những cái điều gì. Ví dụ nó có một cái hạt hạt nhân ở trong não của bạn này. Khi bạn kết luận một điều gì đó thì cái hạt hạt nhân này, nó gọi là RAT này sẽ chứng minh cho bạn là cái điều đó là hoàn toàn đúng. Và chừng nào bạn còn nghĩ rằng cái điều đó nó hoàn toàn đúng, cái điều đó nó xảy ra với mình thì điều đó nó hoàn toàn chính xác luôn. Cho nên là Henry Ford hay là những người nổi tiếng khác, thành công khác trên thế giới, họ hiểu rất rõ về cái cơ chế vận hành của bộ não, cơ chế vận hành của các nguyên lý của vũ trụ, cơ chế vận hành của luật hấp dẫn, cơ chế vận hành của luật tập trung, luật trung bình, luật cho nhận, luật công bằng. Và họ chia sẻ các bí mật rằng gì? Dù bạn nghĩ rằng bạn có thể hay là bạn không thể thì bạn đều đúng hết. Bởi vì là cái cơ chế trong não là khi bạn nghĩ về điều gì thì RAT trong bộ não của bạn sẽ đi chứng minh điều đó là hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Có một ví dụ này để tôi chia sẻ các bạn để các bạn có thấy rõ không nào. Giả sử rằng nếu là các bạn đang thích thời trang này, bỗng nhiên bạn đi qua một cửa hiệu thời trang sang trọng nào đó và bạn rất thích một cái bộ quần áo nào đó. Thế và bạn bắt đầu là ướm lên mình, bạn bảo là ồ, mình mà mặc cái bộ thời trang này thì tuyệt vời đẹp. Và lúc đấy bạn bắt đầu, trong não bạn bắt đầu thích cái thời trang đó, bộ thời trang đó. Và bạn có thấy không? Và đi đường bạn bắt đầu nhận ra một vài người bắt đầu mặc cái bộ thời trang đó. Hay là bạn bắt đầu gặp một cái màu nào đó mà bạn thích. Nó gọi là cái màu xu hướng của năm nay chẳng hạn. Thì mở đầu bạn lần đầu tiên bạn nhìn thấy màu đó và bạn rất thích. Và sau đó thì bạn bắt đầu gặp cái màu đó ở trên phố. Và bạn thấy rằng ồ, hay, màu này hay. Hay là đối với những người mà đang thích ô tô và để ý đến ô tô. Trước đây bạn không để ý đến ô tô thì ô tô nào lướt qua mặt của bạn cũng bình thường. Nhưng khi bạn đã bắt đầu thích một loại ô tô cụ thể thì bạn bắt đầu thấy rằng những ô tô đấy bắt đầu nó ở trên phố. Nó bắt đầu lướt qua mắt bạn và bạn bắt đầu trầm trồ. Bạn bắt đầu chú ý vào nó. Đó. Tức là bộ não của bạn thích cái điều gì đó, khẳng định cái điều gì đó thì cái RAT trong bạn sẽ tìm kiếm và chứng minh cái điều đó là sự thật quanh bạn. Đây cũng là một minh chứng ví dụ cho luật hấp dẫn đang vận hành. Do đó, hãy cẩn thận với những điều gì. Hãy cẩn thận với những điều gì mà bạn nghĩ. Hãy cẩn thận với những điều gì mà bạn nói. Hãy cẩn thận với những điều gì mà bạn làm. Bởi vì nó luôn luôn có hai mặt một vấn đề. Nếu điều gì đó bạn làm mà bạn không có kỹ năng kỹ thuật thì nó gây ra thất bại. Và thất bại đó sẽ gây cho tổn thương cho tiềm thức của bạn. Và tiềm thức đó nó sẽ dâng lên một cơ chế bảo vệ. Nếu như lần tới mà tiếp tục bạn sẽ làm thì bạn sẽ có một cái nỗi e sợ, một nỗi lo ngại. Đấy là gọi là nỗi sợ trước đám đông hay nỗi sợ trước bất cứ điều gì mà bạn phải đối mặt. Nhưng nếu bạn đã hội đủ kỹ năng kỹ thuật để bạn có thể dễ dàng vượt qua điều đó, thì ngược lại nó lại tăng cho bạn sự tự tin. Nó lại tăng cho bạn sự tự tin. Mà ở phần trên thì bạn Vũ Hồng đã bạn nói rằng gì? Lần đầu tiên thì bạn ấy thấy là ngại ngần, nhưng từ lần thứ hai và bây giờ thì bạn ấy thấy lúc nào cũng muốn chia sẻ. Lúc nào cũng muốn chia sẻ. Nhưng chúng ta hãy cẩn thận cái điều này. Lúc nào chúng ta cũng muốn chia sẻ, nhưng chúng ta chia sẻ cái điều gì? Chia sẻ cái điều gì? Chia sẻ cái điều mà được mọi người đón nhận hay không? Hay chia sẻ cái điều mà khiến mọi người cứ lắc đầu ngán ngẩm? Thì đấy cũng là chúng ta phải tính câu chuyện đó. Bởi vì tất cả những điều mà chúng ta thể hiện, chúng ta chia sẻ thì nó ảnh hưởng đến việc là mang lại cho chúng ta một kết quả cụ thể trong cuộc sống này. Và cái kết quả đó thì các bạn có đồng ý hay không đồng ý? Nếu mà cái kết quả đó mà nó cứ xảy ra liên tục mà không đồng ý thì chúng ta phải thay đổi cái thứ chia sẻ. Còn nếu cái kết quả đó mà nó mang lại chúng ta niềm hạnh phúc, rồi một cái kết quả mà như mong muốn, một cuộc sống thịnh vượng, những cái mối quan hệ nó mang lại giá trị tương ứng, thì chúng ta hãy tiếp tục và nâng cao dần, nâng cao chất lượng dần những cái cuộc chia sẻ như vậy. Và chỉ có hai điều thôi tôi có chia sẻ trong cái bí mật để tạo sự tự tin của các bạn. Một là nỗi sợ không có thật. Nỗi sợ nó xuất hiện từ quá khứ, từ những cái thất bại trong quá khứ của bạn, và bây giờ nó chồng chất ở đó, nó trở thành những cái tiểu mô thức, nói theo cái cách của NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy, đó là những cái tiểu mô thức bạn đã kết luận và nó ở trong mình. Và nếu như bạn không có cái cách để hóa giải nó, mang nó ra hóa giải nó, thì nó vẫn ở trong này và nó truyền thông với bạn, và nó gây ra cái nỗi sợ hãi. Mỗi khi mà bạn gặp cái hoàn cảnh đó thì nó sẽ gây cho bạn nỗi sợ hãi. Đây là điều đầu tiên, cái nỗi sợ hãi nó không có thật, nhưng bởi vì trước đây bạn đã từng gặp thất bại cho nên cái điều đó nó truyền thông với bạn. Điều thứ hai là nếu bạn muốn vượt qua nỗi sợ hãi thì bạn phải đưa những cái kiến thức mà cái yêu cầu của công việc, của lĩnh vực đó bạn cần đó, nó đưa thật là vững chắc vào trong bạn. Nó trở thành những cái kiến thức, nó thuộc về tầng vô thức trong bạn. Nó vô thức nghĩa là gì? Thuộc về cái tầng bản năng của bạn đấy. Bản năng như bạn, như việc là bạn đang giao tiếp tiếng Việt như này này. Như đang giao tiếp tiếng Việt đấy, tức là ai gọi bạn là bạn có thể thưa ngay, ai tiếp chuyện với bạn chào hỏi là bạn có thể chào hỏi lại được ngay. Đấy là cái tầng giao tiếp ở mức độ, cái kiến thức, cái kỹ năng nó phải như là mức độ vô thức giao tiếp như vậy. Vậy thì bạn đang ở trong chuyên ngành gì? Đang ở trong chuyên ngành gì? Thì cái kiến thức ở chuyên ngành đó thì bạn cũng phải thuộc và vững và dồi dào rồi phong phú, như là cái kiến thức tiếng Việt của bạn có thể như là giao tiếp chào hỏi rồi hỏi han về cuộc sống bình thường thế này này. Như vậy thì bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi gì nữa. Bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái trước cuộc sống này. Vì thế thần thái của bạn và những năng lượng của bạn bắt đầu là tự tin và bắt đầu cuốn hút tất mọi người, cuốn hút tất cả mọi người. Từ đó thì bạn có bắt đầu có niềm tin, bạn bắt đầu hào hứng hơn trong cái chuyện là đứng chia sẻ trước đám đông, hay là đứng có thể trao giá trị, hay có thể thuyết trình để bảo bạn có thể tạo ra cái cơ hội trong cuộc đời mình. Và trong vài phút gặp hôm nay thì đã chia sẻ với bạn cái bí mật làm thế nào để có sự tự tin. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer thuộc ABNLP Hoa Kỳ. Rất vui để chia sẻ những cái bí mật để có thể giúp các bạn tạo được sự tự tin trong cuộc sống này. Và tôi đang có khóa học NLP online. Nếu các bạn muốn hiểu chính bản thân mình, nếu các bạn có thể đập tan cái nỗi sợ hãi để tạo dựng sự tự tin, thì các bạn tham gia cái khóa học đó. Khóa học NLP online. Toàn bộ giáo trình đó, 100% của giáo trình huấn luyện trong 6 ngày thì tôi đưa vào chương trình online này. Và khi bạn học được cái chương trình online này thì bạn hiểu thấu bản thân mình, hiểu thấu người khác, bạn có những công cụ giao tiếp một cách quyền năng để có thể gây ảnh hưởng đối với người khác. Bạn có thể kiểm soát được bản thân mình, bạn có thể đọc vị được người khác, rồi bạn có đầy đủ những cái công cụ tuyệt vời hơn nữa để bạn bắt đầu thiết lập lại, tái lập lại cái tương lai của mình, cuộc sống của mình như ý muốn. Rồi. Nếu các bạn muốn học cái khóa online đó thì các bạn comment ở phần dưới này, thì đội ngũ của tôi sẽ chăm sóc đến bạn. Khóa học online đó nó chỉ có cái mức học phí là $100 mà thôi. Nó sẽ giúp các bạn đột phá rất nhiều trong việc là tạo lập cái sự tự tin và nhiều cái kiến thức bổ ích khác để bạn có thể ứng dụng vào công việc và cuộc sống của các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.